Chào bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần 3 AB.net với cái nội dung là hình thức xây dựng một cái web AB.net. Thì đối với xây dựng cái nền tảng web trên AB.net thì chúng ta sẽ có hai hình thức để chúng ta xây dựng. Một là chúng ta sử dụng cái web form, hai là chúng ta sử dụng cái web service. Thì đối với web form thì nó là một cái mẫu web cơ bản để xây dựng một cái trang web sẽ động. Thì nó cung cấp cho chúng ta một dạng rất là cơ bản, và trên đó chúng ta sẽ sử dụng các thẻ HTML để chúng ta xây dựng một trang web. Cái thứ hai đó là một cái web service, nó là một cái phần của một cái chương trình, thì chúng ta có thể truy cập bởi nhiều các ứng dụng khác nhau trên internet. Và đối với cái công nghệ web hiện nay thì chúng ta sử dụng cái nền tảng MVC, và nó có một cái dịch vụ service đó là web API. Thì đó là những cái nền tảng hiện tại bây giờ. Còn trước kia thì nó vẫn là hai cái nền tảng cơ bản để sử dụng một ứng dụng web. Thì trong một cái ứng dụng, một trang web AB.net, thì khi các bạn tạo thì chúng ta có một số cái file đi kèm theo, như là cái file global.sax. Đây là một cái file toàn cái dự án của chúng ta. Thì trong cái file này chúng ta có thể thực thi cái việc kết nối, đếm cái lượt truy cập và những ứng dụng mà trang chúng ta bị lỗi, vân vân. Cái thứ hai đó là web config, đó là chúng ta cấu hình những cái chuỗi kết nối, rồi cấu hình những cái lỗi cũng như là những cái tài khoản, vân vân. Rồi những cái file tập tin mà Visual Studio sinh ra, một cái file ứng dụng của chúng ta, cũng như là những cái file về những cái thư viện trong cái nền tảng web AB.net. Còn đối với cái nền tảng AB.net trên công nghệ .NET Framework thì chúng ta có một số cái sự kiện, đó là init, sự kiện block và sự kiện unlock. Thì những cái sự kiện này thì trong lúc mà chúng ta xây dựng một ứng dụng web và chúng ta sẽ tìm hiểu qua. Và đối với các ứng dụng web không những là AB.net, mà đối với các ứng dụng web rất là bình thường như là PHP hay là CSP hay là AVB thô, thì chúng ta đều có các đối tượng để chúng ta làm việc trên đó. Đó là những cái đối tượng đi request, gửi những cái yêu cầu, respond, chúng ta nhận yêu cầu, rồi về những cái cookie, rồi những cái session, những cái dạng server, browser, vân vân. Thì đó là các đối tượng mà cái nền tảng AB.net nó cũng không khác gì so với cái nền tảng trước đó. Thì thông qua loạt video này, tôi đã giới thiệu sơ qua một số cái hình thức để xây dựng web. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.